Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợn nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về hình vuông và hình chữ nhật. Thì khi các bạn gặp toán có lời văn, các bạn nên tóm tắt cái bước tóm tắt rất đơn giản. Cái nội dung có gì các bạn tóm tắt cái đó. Thì đề nội dung kêu nè, có chiều dài một cái hình chữ nhật nè, có chiều dài 12 mét nè, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Được chưa ạ? Tính diện tích hình vuông, biết chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật. Thì ở đây các bạn cần nhớ những kiến thức sau đây. Cái nhất đó là chu vi hình chữ nhật sẽ bằng chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân 2. Ok chưa ạ? Nhớ dài và rộng phải cùng đơn vị đo. Kiến thức thứ hai đó là chu vi hình vuông nha, sẽ bằng cạnh nhân 4. Vậy muốn tính cạnh có chu vi, ta lấy cạnh sẽ bằng chu vi chia 4. Được chưa ạ? Kiến thức thứ ba đó là diện tích hình vuông sẽ bằng cạnh nhân cạnh. Được chưa ạ? Vậy để tính được diện tích hình vuông, ta phải có cạnh. Thì bước đầu tiên ta phải tính được, muốn có cạnh thì ta phải tính được chu vi hình vuông. Mà muốn có chu vi hình vuông, ta phải tính được chu vi hình chữ nhật. Bởi vì chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật. Thì chiều dài có chưa ạ? 12 mét. Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Thì tương tự ta tính chiều rộng hình chữ nhật là ta lấy 1/3 chiều dài, vậy là lấy chiều dài nhân 1/3 bằng lấy 12 nhân 1 chia 3 ra bao nhiêu ạ? 12 nhân 1 chia 3 được 4, đơn vị là mét. Khi đã có chiều dài và chiều rộng, ta tính được chu vi hình chữ nhật là ta lấy dài cộng rộng tất cả nhân 2. Phép tính các bạn làm trong ngoặc rồi tới phép nhân. 12 cộng 4 bằng 16. 16 nhân 2 ra 32 mét. Khi có chu vi hình chữ nhật, nó cũng là chu vi hình vuông, thì mình sẽ tính được cạnh hình vuông. Cạnh hình vuông là, thì cạnh hình vuông sẽ lấy chu vi chia 4 ra được 8 mét. Khi có cạnh hình vuông thì ta tính được diện tích hình vuông là ta lấy cạnh nhân cạnh. Ra kết quả bằng bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp lợi và nhớ đáp số. Ok chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên